nguyên tắc để mà mình có thể phát triển trong retail, đó là đặc biệt đối với chuỗi, là sao có chúng ta có đủ một cái scale về chuỗi, về số lượng cửa hàng. Thì khi vận hành ở một cái quy mô lớn như vậy thì cái cấu trúc và cái sự kế thừa và nhân sự nó rất quan trọng. Và thậm chí nó đi trong câu chuyện là sao chúng ta quản lý được cái nguồn lực có một số lượng lớn như vậy. Thì đương nhiên đó là một thách thức rất lớn, và nó đặt nhân sự ở một cái bối cảnh là làm sao để chúng ta có thể thay đổi được cái mindset trong việc là retail nó không phải là một cái gì đó tạm bợ, mà nó phải là một cái career. Vision của chị ở trong cái ngành hàng bán lẻ, cái ngành hàng convenience store này như thế nào. Cái thứ nhất là sau Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp có tái định lại cái mô hình kinh doanh để có cái sự phát triển bình thường hơn. Thì chị có cái lời khuyên gì để dành cho những cái doanh nghiệp đó không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì chị sẽ quay ngược về cái câu chuyện là bản thân Covid đã thay đổi cái bối cảnh về mặt kinh doanh và cũng như là thay đổi cái xu hướng về mặt nhân sự ra sao. Chị nghĩ là không ai kỳ vọng Covid tới cả, nhưng mà đương nhiên ở thời điểm hiện tại chúng ta đã quay về với bình thường rồi, nhưng mà chúng ta phải có những cái lesson learned nhất định trong cái quá trình mà Covid họ xảy ra là ra sao. Thì rõ ràng mình sẽ thấy là trong cái thời điểm Covid, ba cái yếu tố mà quyết định một cái tổ chức họ có thể sống còn qua được Covid hay không á, nó phụ thuộc vào thứ nhất là communication. Bạn phải đảm bảo được tất cả những cái vấn đề về mặt giao tiếp và truyền thông, chia sẻ thông tin trong nội bộ trên xuống dưới nó phải được thông suốt. Cái yếu tố thứ hai là discipline. Là khi nhận được thông tin rồi thì phải đảm bảo cái tổ chức của mình có đủ cái tính discipline, các bạn phải tuân thủ thì mới đảm bảo mình deliver được đúng những cái nhu cầu, những cái mong muốn của tổ chức. Chứ không phải cứ thời ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng mình quay lại hỏi tại sao như thế nào mới làm ABCD như vậy. Thì cái đó là cái rất quan trọng. Và đương nhiên cái thứ ba đó là responsibility. Các bạn phải có trách nhiệm. Từng cá nhân trong tổ chức phải có trách nhiệm để deliver được đúng cái phạm vi công việc của mình. Trách nhiệm ở đây và trách nhiệm ở thời điểm đó nó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của mình với chính cái công việc của mình, với chính bản thân mình, với công ty nữa, mà là còn là trách nhiệm với xã hội, với những cái giá trị mà mình có thể mang lại cho người dân ở thời điểm đó. Tại vì bản thân mình hoạt động trong ngành retail, mình cũng biết là mình cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, và thời điểm đó bản thân nhu yếu phẩm thiết yếu là những cái rất là hot và những cái là nó rất cần thiết cho bản thân, có thể chỉ nói là cái sự sinh tồn của con người thời điểm đó là ba cái đó là ba cái quan trọng. Thì từ ba cái principle đó mình cảm thấy là sau cái giai đoạn Covid nó sẽ có rất là nhiều biến động. Cái tính cạnh tranh trên thị trường nó sẽ nhiều hơn trong mảng retail. Tại vì người ta bắt đầu quay lại với những cái cội nguồn của business, đó là những cái thiết yếu. Và bản thân mình có thể thấy là trong thị trường retail hiện tại có rất là nhiều những cái tên tuổi của những cái ông lớn khác bắt đầu đầu tư vào với những cái nhãn mới, đúng không? Thì khi mà đứng trước một bối cảnh, một thị trường á, làm cái quy mô thị trường nó đang tăng trưởng, thì rõ ràng mình sẽ thấy đây là cơ hội. Và khi đã có cơ hội rồi thì mình sẽ có rất nhiều competitor. Đúng rồi, sẽ có rất nhiều những cái người chơi nhảy vào cuộc để chơi cùng chúng ta. Vậy thì cái việc làm sao mà tạo được cái sự khác biệt và dẫn đầu cái phương hướng và cái lối đi trong business đó, nó sẽ rất là quan trọng. Đương nhiên đối với retail thì nó sẽ quay lại những cái gì mà mình cung cấp được đúng cho cái đối tượng khách hàng mà mình mong đợi. Trong đó nó câu chuyện về việc là chúng ta xây dựng một cái customer experience nó như thế nào cho khách hàng để đáp ứng được chính cái nhu cầu chính xác của họ. Và cụ thể hơn đối với convenience store, với chiến lược của CS25, đó là làm sao chúng ta có thể dẫn đầu và tái định nghĩa lại cái sự tiện lợi của khách hàng là gì.
tại vì bản thân cái sự tiện lợi của con người mình á, nó thay đổi liên tục. Và nó không có một cái hình thầy rõ ràng cho một ngày đẹp trời mình đi ngoài đường, trời mưa mình hay cần áo mưa, trời nắng thì mình cần chai nước. Tức là cái nhu cầu và cái sự tiện lợi mà cái định nghĩa của con người mình á, nó cực kỳ biến động luôn. Và bản thân cái đó là cái thử thách rất lớn. Và ở cái vision của GS25 đó, làm sao chúng ta có thể dẫn đầu cái xu hướng đó. Chúng ta có thể mang đến những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mà đến cả khách hàng đôi khi họ cũng không thật sự biết được cái đó là cái mà họ cần nữa, cho đến khi họ thực sự cần. Đấy, thì bản thân cái đó là cái mà định hướng về mặt business tại GS25 trong mảng retail. Quay lại thì nó cũng sẽ đặt một thách thức rất lớn cho ngành nhân sự, cho bản thân câu chuyện làm nhân sự cho GS25. Tức là làm sao mình đáp ứng được một cái đội ngũ, một cái nguồn lực, hay nôm na mình gọi là một cái vốn liếng, một cái human capital. Để có thể làm sao mình hiện thực hóa được cái vision trong business như vậy. Thì nó quay lại với cái tính chất nhân sự của ngành retail. Đó là nó cái turnover nó cực kỳ cao. Đúng không? Mình làm việc trong ngành retail mình cũng sẽ biết là hầu như cái tính gắn bó của các bạn trong mảng retail không cao. Nó là câu chuyện lai giữa FMCG rồi rất là fast moving, nó đúng theo kiểu fast moving. Thì cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai ở góc độ của ngành cửa hàng tiện lợi á, hoặc là những cái chuỗi bán lẻ, nó sẽ gặp một cái vấn đề nữa là hầu như những cái đội ngũ phía cửa hàng của mình á, các bạn chỉ coi đây là một cái part-time job thôi. Các bạn không có đó là một cái career mà các bạn sẽ phải theo đuổi và gắn bó với nó lâu dài. Điều đó nó tạo nên một cái sự thử thách rất lớn cho câu chuyện là chúng ta không có nuôi nấng được cái đội ngũ từ dưới lên trên. Mà đối với retail thì nó quan trọng là trong câu chuyện chúng ta phải hiểu được cái phương thức và cách thức vận hành của mình nó như thế nào. Thì khi mà mình ở những cái vị trí nó cao hơn á, mình mới hiểu được cái view vận hành là sao. Để chúng ta có những cái chiến lược làm sao phù hợp với lại cái việc vận hành đó. Để cái nguyên tắc để mà mình có thể phát triển trong retail đó là khi chúng ta đạt được một cái scale nhất định về mặt business, đặc biệt đối với chuỗi là sao có đủ một cái scale về chuỗi, về số lượng cửa hàng. Thì khi vận hành ở một cái quy mô lớn như vậy, thì cái cấu trúc và cái sự kế thừa nhân sự là rất quan trọng. Và thậm chí nó đi trong câu chuyện làm sao chúng ta phải quản lý được cái nguồn lực với một số lượng lớn như vậy nữa kìa. Thì đương nhiên đó là một thách thức rất lớn, và nó đặt nhân sự ở một cái bối cảnh là làm sao để chúng ta có thể thay đổi được cái mindset trong việc là retail nó không phải là một cái gì đó tạm bợ, mà nó phải là một cái career. Thì bản thân khi tụi chị làm ở GS25, tụi chị luôn đặt cái đó là một cái vision riêng của Asian. Trong mảng retail cũng là làm sao cái cách nào để chúng ta có thể xây dựng một cái lộ trình để có thể phát triển cái đội ngũ, phát triển cái nguồn nhân lực, cái ngành này thành nó là cái career mà mọi người có thể nhắc đến. Giống như là tại vì chúng ta đi học bác sĩ, kỹ sư thì giờ chúng ta đi học ngành bán lẻ. Đúng không? Tại vì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là hiện tại tại các trường học cũng chưa thật sự có những cái khóa học gọi là chuyên biệt dành cho ngành bán lẻ nữa cơ. Đúng không? Thì bản thân cái đó nó cũng sẽ tạo nên một cái khó khăn rất lớn là hầu như những cái công ty bán lẻ hiện tại phải làm luôn cái trách nhiệm xã hội để chúng ta đào tạo cái nguồn lực để làm cho chính cái business của chúng ta, chứ nó không phải là câu chuyện của trường lớp nữa. Thì rõ ràng đó là một cái thử thách. Và đương nhiên trong cái bối cảnh và cái sự cạnh tranh đó, mỗi cái doanh nghiệp, mỗi cái định hướng của nhân sự nó sẽ mang tới một cái góc nhìn, một cách giải quyết nó khác nhau. Rồi thì ở độ 25, chia 25 thì đương nhiên quay lại vẫn là làm sao chúng ta xây dựng được một cái hình ảnh về việc đây là một cái career. Thì nó sẽ phải đi lại cái nền tảng của nhân sự. Làm sao mình xây dựng được một cái lộ trình thăng tiến phù hợp để các bạn thấy là ok, cái này nó không phải là cái gì tạm bợ đúng không? Chúng ta có một lộ trình rõ ràng là chúng ta sẽ làm nhân viên ở cửa hàng bao lâu, để chúng ta có thể lên được những vị cao hơn như là quản lý cửa hàng. Rồi từ quản lý cửa hàng thì
chúng ta sẽ phải làm gì, sau bao lâu để chúng ta có thể lên được những cái vị trí cao hơn ở khối văn phòng. Và từ đó thì đã lên ở vị trí nhân viên khối văn phòng thì bao lâu chúng ta sẽ lên được những vị trí cao hơn, và và cái trong cái quá trình mà chúng ta được thăng tiến như vậy thì nó sẽ có những cái hỗ trợ gì về mặt L&D, là nó phải có một cái chương trình để phát triển về mặt kỹ năng, cả về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn của bạn trong quá trình các bạn làm chuyện đó. Và cái thứ ba đương nhiên là câu chuyện về mặt total reward. Các bạn phải nhìn thấy được là ok, cái benefit và những cái gì các bạn sẽ achieve được thông qua cái quá trình các bạn leo lên những cái nấc thang sự nghiệp của các bạn như vậy. Thì để kiện toàn cái đó là một cái bài toán rất lớn, và đương nhiên nó sẽ cần thời gian và nó cần mình rất là resilient trong cái quá trình mình xây dựng và phát triển. Rồi, thì thật ra là chị cũng có share một vài cái thông tin về cái dự đoán trong tương lai luôn. Tuy nhiên là em muốn hỏi rộng hơn là của total ngành luôn, là dự đoán của chị trong ngành bán lẻ trong giai đoạn sau năm 2022 thì nó sẽ như thế nào về mặt con người đi, về mặt chuyển biến của con người đi. Cụ thể trong ngành bán lẻ thì chị nghĩ là cái nguồn lực tập trung như ngành bán lẻ trong thời gian sắp tới sẽ rất lớn. Nó xuất phát từ cái câu chuyện là cái thị trường của mình đang mở rộng và rất là tiềm năng để phát triển. Thì khi mà thị trường được mở rộng và tiềm năng thì cái một cái lượng lớn nhân sự họ đổ vào cái nguồn lực của mình, cái thị trường của mình nó sẽ gia tăng rất là cao. Và đặc thù của cái nguồn lực này nó sẽ là các bạn rất trẻ. Tại vì các bạn sẽ thấy một cái cơ hội giống như chị có chia sẻ với mình là các bạn có thể có được những cái thu nhập rất là sớm từ những cái vị trí chỉ làm part time tại một số những cái chuỗi bán lẻ, thì đa phần hiện tại chúng ta bán lẻ thì thường sẽ đi theo chuỗi. Thì rõ ràng là đó là một cái dự đoán mà tất yếu với cái sự tăng trưởng như vậy. Và cái vấn đề thứ hai nữa là song song với cái sự tăng trưởng và với cái nguồn lực trẻ như vậy thì cái sự thay đổi về cái cách thức để chúng ta có thể cung cấp những cái dịch vụ về mặt nhân sự nó cũng sẽ khác. Nó sẽ là quay lại câu chuyện về chúng ta làm sao chúng ta digitalize cái extra service cung cấp cho cái đối tượng nhân viên này. Từ việc là hồi xưa các bạn sẽ phải chấm công bằng giấy, hoặc là chúng ta có một cái file Excel, hay là chúng ta có một cái máy chấm vân tay, thì hiện tại bây giờ nó sẽ cần một cái phương thức nó phù hợp hơn với đối tượng giới trẻ này. Đó là phải digital, phải là mobile, phải là app, những cái gì đó nó rất là đúng ngôn ngữ của các bạn, nó là ngôn ngữ của Gen Z. Rồi sắp tới còn là Gen A, Gen Alpha, đó là các bạn rất trẻ và rất mới mẻ trong đó, thì đương nhiên nó sẽ đòi hỏi là cái dịch vụ về mặt nhân sự cung cấp cho các bạn nó phải được đúng cái ngôn ngữ và nó phù hợp với lại cái sự tiện lợi và cái nhu cầu của các bạn trong quá trình các bạn đi làm việc nữa cơ. Nên ra là bản thân cái bối cảnh để chúng ta có thể digitalize toàn bộ những cái service đó. Cái digitalize nó còn sẽ phải đi với một cái nhân tố, đó là mình có một cái sales service cho các bạn nữa cơ. Nó giống như cái câu chuyện hồi xưa mình chuyển đổi trong ngành F&B thôi, đúng không? F&B hồi xưa cho câu chuyện đi cà phê, đó là chúng ta đến một quán cà phê, xong sẽ có một nhân viên phục vụ ra hỏi chúng ta là ok anh chị uống gì, chúng ta có menu này nọ các thứ. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng F&B đó là có một cái thời gian chuyển đổi, và nó trong một cái moment nó rất là nhanh. Đó là sales service, đúng không? Các bạn đi ra quầy, các bạn order và các bạn pick chính cái ly nước các bạn ở đấy luôn. Chứ nó không còn là câu chuyện chúng ta đi đến ghế ngồi nữa. Và nó càng ngày nó càng phổ biến với các thế hệ trẻ của mình hơn. Các bạn chủ động hơn trong cái công việc của các bạn, và đâu đó nó cũng sẽ đơn giản hóa trong câu chuyện vận hành nữa. Đấy, thì chị nghĩ hai cái góc nhìn và hai cái dự đoán nó sẽ đi song song như vậy. Dạ rồi. Thì rất là cảm ơn những cái sharing vừa rồi của chị. Thì tiếp tới đây thì tụi em cũng muốn hỏi một chút xíu về cái chương trình Action Show. Thì Action Show là một cái chương trình nhằm tạo điều kiện để cho các nhà quản trị hoặc là những cái doanh nhân họ có cơ hội được chia sẻ những cái kinh nghiệm để tạo cảm hứng cho những cái bạn trẻ khác, những cái bạn trẻ mà cũng đang có cái định hướng là sẽ phát triển giống như là trong ngành. Thì chị cho em hỏi là từ góc nhìn của chị thì chị cảm thấy là cái chương trình này nó mang lại cái cảm xúc gì cho chị? Đầu tiên là khi được Action Show mời đến đây thì chị đã rất hứng thú với lại cái cách mà các bạn kỳ vọng và mong đợi một cái người có thể chia sẻ những cái gì cho cái
các bạn xem cái chương trình của mình. Thứ nhất giống như bạn John có chia sẻ, đó là câu chuyện là mình phải rất là rõ ràng là từng cái dot point nó là cái gì. Và nó phải đi vô câu chuyện rất thực tế. Thì hai cái đấy là hai cái mà gọi là nó làm chị rất là impressed với cái cách mà mình tiếp cận về mặt làm sao chúng ta có thể mang lại một cái giá trị về mặt nội dung tốt nhất cho các bạn, là các bạn có cái mong muốn theo đuổi một cái sự nghiệp hoặc là theo đuổi một cái lý tưởng để có thể phát triển hơn bản thân mình thời điểm hiện tại, thì những cái đấy nó sẽ phải rất rõ ràng. Thì chị nghĩ đây là một cái chương trình nó rất là hữu ích cho tất cả các bạn trẻ, mà các bạn có thể có được những cái kinh nghiệm chắc lọc nhất, tròn trịa nhất, để các bạn có thể có thêm những cái kinh nghiệm và những cái gạch đầu dòng cho mình trong suốt cái quá trình các bạn phát triển. À, em cảm ơn chị, thì chắc là cái buổi show của mình hôm nay thì cũng sẽ kết thúc tại đây luôn. Chị cảm ơn mình rất là Are you a leader or an HR professional? So for you, this is a great channel. So don't forget to subscribe.